Hello, Hữu mới thức dậy đó mọi người. Và Hữu xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube Hữu Yuha của Hữu ha. Hiện tại thì Hữu đang có mặt ở trung tâm của thành phố Đà Nẵng luôn đó mọi người. Và chuẩn bị chạy qua chợ Thọ Quang, khu chợ được cho là khu chợ về hải sản lớn nhất của miền Trung nước ta luôn đó các bạn. Và cách chúng ta khoảng chừng 7 cây số ha. Đó, các bạn nhìn cái quang cảnh sau lưng Hữu á, thì chắc có lẽ là cũng sẽ hiểu được phần nào ha. Là Hữu đang chạy đến khu chợ đó vào lúc 2 giờ sáng đó mọi người. Trong lúc mọi người đang yên giấc á, thì Hữu và cameraman của Hữu á, chạy qua bên khu chợ để quay cho mọi người xem ha. Rồi, thì Hữu nghĩ các bạn đây cũng chính là một cái dịp mà hiếm hoi á, Hữu có thể ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng của chúng ta vào lúc hừng sáng các bạn, vào lúc 2 giờ sáng ha. Rồi bây giờ Hữu sẽ quay lại mặt trước để cho các bạn cùng với Hữu có thể ngắm nhìn được toàn vẹn thành phố Đà Nẵng của chúng ta vào cái khoảng thời điểm đặc biệt này ha các bạn. Mọi thứ về đêm đi các bạn ơi. Mặc dù về đêm rồi ha, nhưng mà các bạn thấy là vẫn còn rất là nhiều ánh đèn từ nhà của người dân hắt vào ha các bạn. Và ở phía trước của chúng ta mọi người là một biểu tượng khá là to lớn của Đà Nẵng luôn các bạn. Nhắc đến nó là người ta biết ngay đến Đà Nẵng luôn. Và nhắc đến Đà Nẵng và là rất là nhiều người nghĩ đến nó, đó chính là cầu Rồng đó các bạn ha. Không biết là về đêm nó có thắp đèn không nữa ha. Rồi bây giờ Hữu mời các bạn cùng chạy lên cầu Rồng để tham quan như thế nào nha các bạn. Đây cầu Rồng đây các bạn ơi, nhưng mà tối thui tối hù rồi không thấy gì hết trơn á ha. Cái đuôi của nó nè. À, còn bên đây là quang cảnh mọi thứ ở bên cạnh con sông Hàn ở Đà Nẵng hay các bạn. Công viên Châu Á cũng không có bắt đèn luôn. Rồi tiếp tục Hữu qua bên phía tay trái của Hữu nha mọi người, để xem thử đây và quang cảnh nó có đỡ tối hơn không ha. Ở đây đỡ hơn chút xíu thôi các bạn. Những cái dãy nhà cao tầng họ vẫn còn bắt đèn ha. Đó, các bạn ơi lãng mạn quá đi. Bởi vì cố gắng nhìn những cái khoảnh khắc thật là hiếm có này ha các bạn. 2 giờ sáng ở thành phố Đà Nẵng ha. Rồi, con Rồng của chúng ta nè các bạn ơi. Bây giờ Hữu sẽ chạy đi tiếp luôn nha mọi người. Rồi đó các bạn của Hữu ơi, các bạn có thấy gì chưa? Một cái quang cảnh phải nói là hết sức nhộn nhịp ở sau lưng của Hữu luôn đó mọi người. Nào là cá nè, nào là mắm nè, nào là mực nè, tôm nè các bạn. Tất cả các loại hải sản luôn ha. Và vui nhất chắc có lẽ là hoạt động của người dân ở khu chợ này đó mọi người. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng Hữu đột nhập vào chợ này vào lúc 2 giờ sáng nha. Đi thôi các bạn ơi. À khiên tiếp cô. À dạ. Rồi. Thêm sao nữa. Dạ. Cô này chở đi đâu vậy cô? Chở đem bán cho hồ con. Dạ dạ. Rồi. Đây các bạn ơi, đây chính là những cái hình ảnh đầu tiên của cái khu chợ Thọ Quang của chúng ta hay các bạn. Là cô đập nước đá hả các bạn? Ủa cô mình đập là mình đem đi bán cho người ta hả cô? Vâng. À dạ. Bán đi, một gói thì là 3.000 đi nè. À vậy ha, dạ. Phải đập ra luôn rồi mới bán được dạ, đúng không? Một gói thì 3.000, còn đầy thao nữa là 20.000. À dạ, thao này 20.000 ha. Rồi cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Bán từ 2 giờ sáng tới 6 giờ sáng. À đúng. 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Dạ. Rồi cô bán dữ ha, 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng luôn. Rồi con cảm ơn cô đi nha cô. Đó các bạn thấy không? Quá trời cá mắm luôn á mọi người. Thôi nè. Quay cá này nè. Dạ dạ. Đó. Khu này vẫn chưa đông đâu ha các bạn. Các bạn bước vào tiếp tục bên trong á thì ta nói ngập tràn cá mắm luôn mọi người ơi. Đủ chủng loại hết trơn á. Mà người đông xèo xèo luôn. Đây mới chỉ là những cái hình ảnh khởi đầu của khu chợ Thọ Quang này thôi các bạn. Các bạn thấy không? Cô nào cô nấy đẩy xe xe vậy ha. Dốc cá hết các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến thẳng vào bên trong khu chợ này luôn nha các bạn. Để nhìn thấy hết tất cả những gì hoạt động ở trong đây luôn ha. Đây, mình thấy một số cái loại cá rồi đây mọi người. Hữu phải nói mặc dù Hữu là dân cũng vùng biển các bạn, nhưng mà có rất rất là nhiều loại cá Hữu không biết tên luôn mọi người. Ví dụ như con cá đỏ đỏ này là Hữu chịu thua nè. Rồi thêm cái con cá mà dài dài bự bự bên kia nữa kìa. Đó. Nha. Rồi, bên đây không biết là cái gì mà người ta mua đông quá các bạn coi nè. Đông y xèo luôn ha. Đây. Để xem coi người ta đang làm gì vậy các bạn ơi. Hình như là người ta tranh nhau mua cá hay sao mọi người.
Đây nè, từng gỗ cá một ha. Wow, cá tươi xanh luôn á các bạn, nhìn thấy ham ghê luôn á. Ủa, một gỗ gì bao nhiêu tiền vậy cô? Một gỗ 10 lô 250. À, một gỗ là 250. 270. Đó, mình mua về mình bán hay sao ạ? Cái này là cá ngục hả chị? Cá ngục sung điếu nhỏ. Dạ dạ, một gỗ 10kg 270. À dạ, làm ký 27.000 ha. Ký 25.000 với 20.000 luôn. À dạ dạ dạ. Rồi, quá trời các bạn ơi. Em cảm ơn ạ. Thôi nữa nè, các bạn thấy không? Tới cái giai đoạn mà dành nhau mua cá rồi các bạn ơi. Mại vô, quá trời luôn rồi. À. Dạ, ở đây nhiệt tình lắm các bạn. À. Đang cãi lộn hả cô? Cô bán cá hả cô? Nhiêu ký lận? À dạ, 1kg 30.000 ha. À, quá trời luôn mọi người. Thôi nè, mới có bước đầu gọi là bước khởi đầu đó mà người ta còn mua đông cỡ này. Sôi động phải không? Đây là cá ngừ nè các bạn, cá này mình biết ha. Cá ngừ này còn quá nhỏ luôn mọi người. Để chút nữa mình xem á, coi thử có những con cá ngừ mà gọi là cá ngừ đại dương á các bạn. Siêu to khổng lồ luôn ha. Mình đã từng đến cái chợ này hết một lần mọi người. Và lần đó mình được xem người ta mổ cá mập nè, rồi cá ngừ đại dương luôn á. Rồi rất là đã luôn các bạn. Lần này thì mình vẫn chưa thấy những con cá ngừ bự như vậy ha. Đây, đây là cái này là cá ngừ đúng không cô? Cá ngừ đúng rồi. À, cá ngừ vua hả? À. Bao nhiêu một ký lận? Ký có 50.000 á. À, nhưng mà có bán lẻ không? Có. Bán lẻ luôn ha. À. Rồi, rồi chút xíu lại quay lại mua sau. À, cô giới thiệu con dùng con một vài loại cá đi cô. Ví dụ con cá vàng vàng bên kia đi kìa. Cá này là cá nhồng nè. À, cá nhồng. Cái này là cá vụa. Cá vụa. Còn cái này là cá cóc. Dạ. À, cá tiếng kìa. Cái gì, cá trứng hả? Cá tiếng, cá tiếng. À, cá tiếng. Rồi, quá trời cá luôn. Cảm ơn cô nha. À, các bạn mới được cô giới thiệu một vài loại cá ha. Rồi, bên đây nữa nè mọi người. Quá trời luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lết qua bên đây để xem. Dạ. Xem người ta bán những loại cá gì hay các bạn. À. Con cá dài dài nó cá gì vậy chị? Cá này à? Cá hố ha. Thôi mọi người, cá hố. Cá hố, cá hố nè các bạn. Rồi con cá này là cá mắt kiến nè, mình biết nè. Cá trâu ạ. À. À, ở dưới quê em gọi là cá mắt kiến. Dạ, bao nhiêu một ký lận chị? 100.000 một ký ha. Rồi. À, em cảm ơn. Quá trời luôn các bạn ơi, thiệt sự á, mình là dân vùng biển mà mình dòm cái này á, mình đi còn muốn không nổi nữa. Ha. Ồ, còn đây là mực nè các bạn. Quá trời mực luôn. Thừa lưa hột dưa hết các bạn ơi. Cá tươi sống luôn nè, mà nó gọi là sao ta, nó tươi tới nỗi mà nhìn giống như là nó đang bơi lội vậy đó mọi người. Ha. Đây nữa. Rồi, đây là một số cái hình ảnh người ta lên cá trên cảng nè các bạn. Cá này đã được đông lạnh rồi ha. Rồi. Xê, sao thao vậy mọi người ơi, thùng thùng chứ. Nè, các bạn coi hết cái quang cảnh của cái khu chợ này ha. Đó, mọi người rất là đông vui luôn. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi xem những cái mặt hàng, những cái hải sản có trong chợ này ha mọi người. Ở đây không phải chỉ có cá không đâu mà còn có rất là nhiều loại khác nhau nữa các bạn. Nhưng mà cái khu này chỉ mới là cá thôi ha. Càng đi xuống dưới kìa, nó sẽ có nhiều loại khác nhau hơn ha. Rồi. Bên đây là gì nữa đây? Đây mọi người ơi, tỏi tôm nè. Đó. Đây các bạn. Rồi, cá đuối con nữa nè ha. Rồi, mấy anh này đang làm các bạn. Rồi, tiếp tục chúng ta xề qua bên đây mọi người. Cứ xề qua xề lại gì đó. Cổ mới nói con cá này cá gì mà mình quên mất nữa rồi. Cá nứa hay sao á các bạn? Trời ơi, cá gì mà đỏ không à, nhìn thèm thật sự á các bạn ơi. Nha. Còn đây là cá vũa hả ta? Mỗi vùng kêu tên cá mỗi khác nhau như các bạn, cho nên là mình có kêu sai thì các bạn cũng thông cảm bỏ qua cho mình nha. Rồi. Quá trời loại cá mọi người. Cá này cá mình biết nè, cá bóp nè các bạn. Đó. Nha. Còn ở bên kia nữa kìa mọi người, nguyên một cái con đường mà toàn là bán hải sản không luôn á. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục trên con đường bự này ha các bạn. Bởi vì ở đây cũng có rất là nhiều loại hải sản khác nhau luôn. Rồi, tiếp tục nữa nè. Ở đây có con cá dài dài nè, rồi cá ngừ nè các bạn. Này là con cá
cái gì ta gọi là cái gì quên mất bà, con cá này quen lắm, cá ghịa đó mọi người. Rồi này cá su vàng hả các bạn. Ôi ôi, con cá này là cá ngăn nè các bạn, ăn rất là ngon luôn. Mà ở dưới quê mình á, con này nó nhỏ nhỏ không à, ở đây thì nó bự ơi là bự luôn ha. Còn bên đây nè mọi người, các bạn biết cá gì không? Ở dưới mình gọi là con cá xanh xương á các bạn. Ở đây gọi là cá gì cô? Cá này nè. Cá này là cá ngừ. À cá bên đây nè. Cá này là cá nhói. Cá nhói nha. Cá nhói xanh xương à. Rồi. Con cá này nữa là các bạn rất là đặc biệt nè. Đây. Đây là con cá khoai á các bạn. Hồi xưa nó rẻ lắm nha, bây giờ nó mắc. Ôi là mắc luôn mọi người. Nó mềm mục như là củ khoai luộc vậy đó. Mềm còn hơn cái đó nữa ha. Còn đây là nguyên một đống cá mắt kiến mà người ta đã bỏ vô bọc rồi nè các bạn. Đây. Ôi ôi quá trời các bạn ơi. Người ta kéo ra kéo vô. Ôi, nguyên một xe cá mập bậy bị sát đu 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 luôn nè. Cô chở mấy con cá mập này đi đâu đây? Quá trời các bạn. Càng ngày càng đông luôn á, coi nè. Trời ơi. Rồi ha, bên đây là những con tôm khổng lồ các bạn ơi. Đó. Mình đứng ở giữa đường mà không có thể quay được luôn mọi người. Tại vì người ta cứ đẩy xe qua, đẩy xe lại á. Mình phải tấp vô lường lẹ á, nếu không là bị xe đụng. Trời ơi, còn con cá gì ở đây mà xấu ơi là xấu luôn các bạn. Nè, cái mỏ nó dài thòn vậy đó, các bạn thấy không? Này, cá bóp tiếp nữa nè. Rồi, cá gì tùm lum hết mọi người ơi, cá ngừ. Biết mỗi cá ngừ à, nói cá ngừ hoài thôi. Mấy bạn xem đại chửi mình chết. Rồi nè, các bạn thấy không? Cô đẩy xe xe vậy đó. Còn đây một số loại cá lạ này các bạn. À, cá này mình biết nha, cá bóng mú nha. Bóng mú gì vậy mọi người? Rồi, con cá này hồi nãy giờ thấy hoài luôn á mà không biết tên á, hình như cá chim hay sao á. Đây các bạn, người ta đang bắt cá bỏ vô gỗ nè. Rồi, tiếp tục là những con cá rìa các bạn ơi. Ôi, ủa, lên bắt cá biển mà có cá điêu hồng nữa các bạn. Đặc biệt không? À. Rồi, anh đang xúc mực ha mọi người. Ở đây người ta không chỉ là bán sỉ cho các người buôn, người bán ở ngoài chợ các bạn lại đây mua ha, mà còn bán lẻ cho người dân ăn uống hàng ngày luôn mọi người, với cái giá rất là phải chăng luôn ha. Tại vì họ bán giá lẻ giống như là giá sỉ luôn vậy, chỉ mắc hơn ít đỉnh thôi mọi người ha. Oh. Nãy giờ quay cận cảnh những loại cá, bây giờ mình sẽ quay cái nét sinh hoạt của người dân ở đây ha các bạn. Có những cái người mà mua bán cá bán mắm đồ này kia các bạn, thì cũng có những cái người mà họ bán đồ ăn cho người bán cá bán mắm đó nè ha, để họ có thể ăn uống nè, có năng lượng để tiếp tục hoạt động ha mọi người. Rồi. Cá này lạ quá các bạn ơi, không ai nói cho mình biết con cá này cá gì á. À, các bạn thấy không? Ủa cá này cá gì vậy chị? Cá này là cá vũa. Cá vũa ha. Rồi rồi, em cảm ơn. Con này là con gì ta? Lịch ha. Rồi. Ồ quá trời luôn mọi người. Thêm một con gì nữa nè các bạn. Màu đỏ các bạn. Đó. Rồi con cá gì bành kia kế bên nữa nè. Trời ơi. Có môn là phải dân, mình là dân bán cá ở đây luôn á thì mình mới biết được là cá gì với cá gì các bạn. Đây, lần trước mình đi đến đây các bạn, người ta dành mua cá mà tạo một cái quang cảnh á gọi là hỗn loạn luôn mọi người. Thì không biết là lần này có giống như lần trước không ha. Đây các bạn, mình thấy người ta bu cũng rất là đông luôn. Rồi. Đó mọi người. À. Bên đây nữa ha. Đó các bạn. Trời ơi. Kiểu tôi đi cái chợ này tôi cảm thấy không có gọi là tiếc cái giấc ngủ miếng nào luôn mọi người, nó quá đông vui luôn á. Tiếp tục đi ra ngoài để xem người ta mua cá bán cá các bạn ơi, vui thật sự. Bán là một mâm mâm vậy các bạn. Các bạn mà mua một gỗ như vậy nè thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn các bạn. Đó, khoảng chừng 20 mấy ngàn một ký à. Đó, còn các bạn mà mua lẻ ngoài chợ chắc khoảng 40-50 hả ta, cỡ đó ha. Rồi tiếp tục là cô đẩy xe cá ngừ với cá nục đi đâu đây. Ôi ôi, tôm của anh này á các bạn nhảy ra khỏi gỗ luôn. Đây ha, nhảy tực tực luôn ha, tươi sống luôn á, mại vô luôn. Đây là một cái hàng tôm các bạn, toàn là tôm không. Rồi tiếp tục nữa mọi người ơi, nếu mà các bạn đi thẳng tới là cái khu vực mà tàu bè cập bến để lên hàng đó mọi người, thì hàng mới vừa lên hết một chuyến ha.
khoảng chừng một tiếng nữa mọi người thì hàng sẽ lên chuyến thứ hai, và sau đó mình sẽ đi qua cái khu vực bến cảng đó để quay cho mọi người xem cái cách mà người ta lên hàng ha mọi người. Còn bây giờ mình vẫn tiếp tục quay cái khu vực mà người mua người bán ở cái chợ Thọ Quang này ha các bạn. Trời ơi, mình phải nói là rất là thích luôn các bạn. À, tới tôm nè, hồi nãy giờ các bạn thấy cá nhiều rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cố gắng tiến tới để quay tôm cho các bạn xem nha. Các bạn cùng bên đây nữa nè. Trời, quá trời tôm. Để cho dưới bến luôn hả chị? Dạ. Hót voi của bến đúng không? Đúng rồi. Ủa tôm này có bán lẻ không chị? Có. À, bao nhiêu một ký lận? 105. À, 104 ký. À, mọi người bán lẻ luôn ha, 101.000 một ký nha mọi người. À, các anh chị ở trong đây rất là vui luôn các bạn. Còn bên đây là mực nè mọi người ơi. Quá trời, cô dãy nguyên một xe mực luôn. À, bây giờ mình sẽ qua lộ để quay mực cho các bạn xem nha. Đây, bạch tuộc mực nè, mực quá trời mực luôn. Còn đây là mực nang nè các bạn. À, nha. Cá bớp nè. Rồi con cá rìa nữa nè. Họ cá rìa nguyên một thao thao luôn đó các bạn. Cá rìa không đó. Trời ơi, cá bắt kính nè. Rồi cá rìa nữa. À, Đà Nẵng là vùng biển các bạn, Kiên Giang của mình á, quê của mình á cũng là một vùng biển khá là lớn luôn mọi người. Và cái quang cảnh này nè, thực sự thì nó cũng khá là quen thuộc với Hữu á các bạn, tại vì chợ Rạch Giá Kiên Giang á cũng là một cái chợ mà đầu mối hải sản rất là lớn của tỉnh luôn ha, và của vùng luôn mọi người. Rồi, chúng ta đã đi qua tới một cái con đường thứ hai ha mọi người. Ở đây người ta bán cũng rất là đông vui tấp nập luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá con đường này để xem coi có con gọi là thủy quái nào ở đây không ha các bạn. Con này là con lạc đực nè mọi người. À, còn đây là con lưỡi trâu ha. Đây mọi người. Không biết được vài con hả các bạn. Đây là con cá đỏ. À, đây đây anh này anh đẩy cái gì mà quá trời luôn các bạn. À, 17 triệu chưa. À, mua ở trên mạng hoặc là đặt ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được ạ. Dạ. Rồi tiếp tục cái cá gì đây. Không biết cá gì luôn mọi người. Rồi các bạn ơi, quá trời luôn. Mẹ mấy con cá này nó mới dữ nè mọi người. Con cá lạc ha, mà nó dài mà nó bự ơi là bự luôn các bạn. Khủng khiếp ghê chưa. Rồi đây nữa. Tế tôm nè, tế tép hay các bạn. Này các bạn thấy không, cái quang cảnh nè. Người ta đang dành mua cá gì á mọi người để mình xem nha. Tại vì có một số loại cá các bạn xuống mà không mua nhanh á sẽ không còn hàng nữa mọi người. Thì ra là người ta dành nhau mua mực mọi người ơi. Các cô đang dành nhau mua mực ha. Quá trời. Phải vô, phải vô. Bán cái này đã ha các bạn. Không cần gọi là cầu mọi khách dễ chơi, khách tự tìm đến mình luôn. Ở đây là mực nữa nè. Đó, thấy chưa. Rồi quang cảnh nha, quang cảnh nha. Ai rồi cúp điện nữa rồi các bạn. Hồi nãy giờ cúp 3-4 lần rồi đó. Mình đang định nói với các bạn á là ở phía trước mình có một cái xe cá mà không có ai hết trơn á, hay là mình đẩy mình đi bán luôn các bạn ơi. Nhưng mà có chị nó lại rồi kìa, không có thực hiện được cái hành động gian ác rồi. Ở đây nữa các bạn, bây giờ trong bóng tối thì chắc phải là đợi cho có đèn lại ha, rồi mình sẽ quay tiếp nha mọi người. Cả chợ nhốn nháo luôn, trong đó có mình nữa. Nó cúp điện hoài vậy ta, nãy cúp mấy lần rồi. Các bạn ơi, các bạn coi nè, quá trời cái khu này nó đông rồi các bạn. Người dân á, người ta tập trung lại chỗ cái này nè. Chắc có lẽ là sắp có một cái cuộc giao tranh nho nhỏ ở đây ha, để mua những cái mặt hàng hải sản ở đây các bạn ha. Đó. Quá trời đông rồi. Không những có bên đây đâu các bạn ơi, còn bên kia nữa kìa. Các bạn thấy không, đông y xèo luôn. Rồi. Chúng ta tiếp tục đi khám phá tiếp thôi các bạn. Nè các bạn coi nè, người ta bu vào bên trong á, rễ người ta không mua hải sản á các bạn. Đây nữa, mực nè. Còn đây thì đủ thứ hết.
Mình đến đây mấy lần rồi các bạn, người ta mua cá mà người ta giành nhau á, tới cãi lộn luôn mọi người, nhiều khi đánh lộn nhau luôn á. Đó là xe qua xe lại không có đi được rồi các bạn ơi. Đông nghẹt hết trơn, xèo xèo luôn. Các bạn ơi, tiếp tục đi chợ cùng với Hữu Du Ha nha. Càng ngày càng đông luôn á các bạn. Quá trời cái xe này các bạn ơi, toàn là cá ngừ không ha. Có thêm một loài cá mình biết nữa nè các bạn, là cá rúng á mọi người. Đây, đây. Còn cá rúng nó giống như là con cá dồ, cá ba sa ở dưới ở bên nước ngọt vậy các bạn nha. Rồi. Oh, các bạn ơi, cuối cùng cũng đã gặp những cái em cá mập nè, cá mập ba đu nè ha. Lần trước mình gặp con cá mập á các bạn, chắc bự hơn con cá mập này phải 4 lần luôn á. Người ta xẻ tại chỗ luôn mọi người, nhìn rất là đã luôn. Mà lần này thì mình vẫn chưa thấy ha. Hay là mọi người, 4 con luôn. Đó, tươi sống luôn các bạn ơi. Ha. Rồi, tiếp tục. Cá ngừ. Thì một con cá gì màu vàng nữa các bạn. Đặc biệt ghê chưa. Liên tiếp nhau luôn ha. Đây các bạn ơi, mình đã thấy người ta đang làm thịt một bé cá mập nè các bạn. Hả? Lần trước còn bự hơn vậy nữa mọi người. Lần này cũng kha khá rồi ha. Hả? Mọi người, người ta xẻ thịt của nó ra nè. Thịt đỏ ao luôn các bạn. Còn đây giống như là cái lườn ở dưới bụng của nó vậy đó. Hả mọi người. Người ta cắt vi, cắt dây của nó hết rồi ha. Chỉ còn cái thân thôi. À, mình thấy một điều rất là đặc biệt rồi các bạn. Ủa anh ơi, cho em hỏi con cá này cá gì vậy anh? Không nghe cá gì luôn. Cá gì cô? Cái này là cá bà vịt. Bà vịt, bà vịt hả? À, con cá bà vịt. Như một ký là cô mắc không? 65. À, 65 ạ, vậy nó đâu có mắc lắm đâu. Dạ, dạ. Cá bà vịt gì đó mọi người. Tới giờ mình vẫn nghe chưa rõ nữa ha. Đây nữa, tiếp tục luôn mọi người ơi, cá ngừ nhóc hết trơn. À. Rồi. Lại là cái quang cảnh người ta bu lại mua cá các bạn. Ở đây chủ yếu là tiểu thương ha mọi người. Các bạn hàng ha lại mua thôi ha, chứ rất là hiếm người mua lẻ giống như mình ha. Trời ơi, mực. Có một cái sự va chạm vừa xảy ra ở đây. À, ở đây có bán xôi cút nữa nè các bạn. Thấy chưa? Xôi đi. Hai xôi cút đi. Quá trời cái khu này. Cá đủ loại hết mọi người ơi. Thôi nè. Ê, mà thấy vậy toàn là chủ yếu là cá mọi người. Mình thấy khá là ít ốc nè, rồi cua rẻ mọi người. Ha. Ngộ ha, toàn là cá không à. Tiếp cho các bạn. Mà sàn qua sàn lại mình thấy khoảng chừng 20 loại cá mọi người. Rồi. Quá trời ơi. Sao có chỗ người ta dành mua mà có chỗ người ta không dành mua ta? Ví dụ như chỗ này nè, rất là nhiều cá luôn mà không thấy ai mua hết. Là sao ta? Đây ha. Đâu chừng 10 loại cá mọi người. Con này giống con cá chai, không phải cá chai mọi người. À này con, mấy là con cá chai nè. Có cá chai, cái là có cá chai luôn. Nhiêu ký lận cô? Nhiêu ký lận? 50 hạng ký hả? 1.2 hả? À, rồi. Thôi được, để con coi sao, con đang quay phim. À, cảm ơn con, 1.2 ha mọi người. Rồi đó các bạn ơi, như vậy là chúng ta vừa đi giáp một vòng cái khu chợ rất là đặc biệt nè mọi người. Khu chợ Thọ Quang ha, là khu chợ hải sản lớn nhất của miền Trung luôn các bạn ha. Nhưng mà tập phim của chúng ta vẫn chưa hết đâu mọi người. Thì như mình có nói á, thì các bạn cố gắng đợi thêm một chút xíu nữa tới cái giờ mà cá lên đó các bạn. Cá lên ở dưới phía bến cảng ở phía trước á, thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Chắc còn khoảng chừng 20 phút nữa thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, đây chính là cái khu vực mà re vào đây mọi người.
Đó, các bạn thấy không, những cái chiếc xe tải chắc sẵn ha, để chờ ghe vào và lên cá mọi người. Chở thẳng lên những chiếc xe tải này luôn ha, và đi đến những cái chợ ở khắp Đà Nẵng cũng như khắp miền Trung luôn ha các bạn ha. Ghe chưa vào đâu mọi người, nhưng mà các bạn thấy cái quang cảnh ở đây cũng khá là tấp nập rồi đó các bạn. Mình hy vọng một chút xíu nữa ghe lên đó ha, còn tấp nập và đông vui hơn nữa ha các bạn ha. Ở đây có rất là nhiều loại cá khác nhau luôn nè mọi người. Cá mú. Lần đầu tiên mình biết con cá mú đó luôn á các bạn. À đó, như mình có nói ha, thì xuống tới khu vực này nè thì các bạn mới có thấy ốc đồ này kia nhiều mọi người. Đây. Đây, ốc quá trời ốc luôn các bạn ơi. Ủa cô ốc này là bán gỗ hay là bán cái gì cô? Là rồi, con ký vậy con. À, ký bao nhiêu ký lần à? Ký hả? Mua đi hả? Dạ. 30.000 hả? 20 hả? Về luộc ăn hay sao? Luộc ăn. À dạ. Để đi chút xíu đi ha, còn mua hay lại. Cảm ơn. Có 20.000 một ký ốc thôi mọi người ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Một cái khu tập trung nho nhỏ người dân ở đây ha. Rồi. Đó, nè các bạn, con cá gọi là gì? Tự nhiên quên mất tiêu rồi, mới vừa hỏi xong. Đây nè các bạn, nó tập trung lại một đống luôn. Rồi. À, con ghẹ nè các bạn ơi. Ha, nguyên một thao ghẹ luôn. Rồi, ở đây tiếp tục cô này có bán rất là nhiều loại cá khác nhau nữa nè. Cá ở đây nhúm nhỏ nha các bạn. Ha. Còn nữa nè. Đó mọi người. Công nhận thiệt sự á. Đồ cá lớn á, rất là lớn luôn các bạn. Đi hồi nãy giờ luôn á. Mới hết được một vòng của chợ à. Thì ở đây mình thấy người ta có lên hàng hay sao mọi người. Ở đây nè, những cái cô này đang ngồi đợi hay sao nè. Các bạn thấy không? Nè. Còn bên đây là người ta cắn cái gì á các bạn, cắn ghẹ á. Ghẹ tươi sống luôn mọi người, nó còn sống luôn á, đang thở oxy. Hình như mới lên sao nè. Rồi, tiếp tục chúng ta qua bên tay trái ha mọi người. Mình thấy một số anh chị cô chú cũng đang lên hải sản ở đây nữa nè các bạn. Đây, những cái chiếc ghe mà nhỏ nhỏ đến bắt hải sản nè. Người ta lên vào lúc 3 giờ rưỡi mấy ha mọi người. Đó. Khoảng 4 giờ thì ghe tàu đồ này kia tấp vào đây nhiều hơn ha. Còn bây giờ mình sẽ tiến sát lại cái khu vực này để xem họ đang làm gì hay các bạn. Đây. Như đây là mực mọi người. À, bạch tuộc. Đây này. Đây là gì? Đây là mực nang các bạn ơi. À dạ. Đó, người ta căng ở dưới biển luôn ha. Rồi các bạn ơi, có một vài chiếc ghe đã cập bến rồi nè. Bây giờ Hữu sẽ đi về phía ghe cập ha, để quay lại cho các bạn xem luôn ha, họ lên những cái hải sản gì ha mọi người. Đây các bạn, mình tưởng đâu là ghe họ sẽ cập một lần một đống mọi người, nhưng không ha các bạn, họ cập lần từng chiếc một vậy đó. Và lên xong thì ghe khác vào ha. Đây này là cá mọi người, những con cá nhỏ nhỏ thôi. Rồi tiếp tục nữa nè. À, các bạn thấy không, ở ngoài xa nguyên một cái ghe luôn mọi người, toàn là cá không là cá luôn ha. À, rồi chuẩn bị thảy lên bờ để đem đi bán hay các bạn. Đây. Còn đây là cái quang cảnh của những chiếc tàu, chiếc ghe cập vô đây hay các bạn. Rồi, còn đây là quan cảnh ở trên bờ nè, người mua người bán khá là tấp nập luôn mọi người. À. Rồi ha, như các bạn, như vậy là Hữu xin kết thúc một buổi tối khám phá chợ Thọ Quang, chợ hải sản lớn nhất của thành phố Đà Nẵng ở đây ha mọi người, với rất là nhiều hình ảnh đó, vui tươi nè, nhộn nhịp nè, và rất là nhìn rất là tràn đầy sức sống luôn đó các bạn. Rồi
Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay là hay và hữu ích đó, thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Hữu Yuha để ủng hộ Hữu ha mọi người. Còn giờ thì Hữu xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc hành trình sắp tới ha. Rồi, xin chào mọi người. Xin chào.